Chiều ngày 11 tháng 10, Hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai đã tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp hội viên tiêu biểu nhân kỷ niệm 20 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 năm 2004, 13 tháng 10 năm 2024. Dự và chúc mừng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, về phía lãnh đạo tỉnh Gia Lai có các đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ajun Herbuk, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phạm Thị Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành cùng gần 300 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Phát biểu khai mạc buổi gặp mặt, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Sen nhấn mạnh, thời gian qua, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân Việt Nam nói chung và doanh nghiệp doanh nhân tỉnh Gia Lai nói riêng đã mang lại niềm tin kinh doanh, truyền dẫn cảm hứng và động lực mới cho cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân tỉnh Gia Lai tiếp tục dấn thân, kiên cường vượt khó, hành động mạnh mẽ để đạt hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đội ngũ doanh nhân của tỉnh ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc huy động các nguồn lực, tạo ra sản phẩm và dịch vụ cho xã hội, góp phần phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề an sinh, tạo việc làm cho người lao động. Năm 2024, tuy sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn, nhưng đã có dấu hiệu hồi phục và niềm tin kinh doanh đã trở lại. Nguyện vọng thiết tha của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân là luôn được tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh quan tâm sâu sắc chỉ đạo tạo điều kiện thuận lợi nhất về môi trường đầu tư kinh doanh, về giải pháp giải ngân vốn đầu tư công, về thu hút đầu tư, nhất là đầu tư những nhà đầu tư đại bàng trong lĩnh vực nông nghiệp, về xây dựng kinh tế số, về kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, v.v. Cùng với chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp của chính phủ sẽ tạo không gian rộng mở và thuận lợi cho cả cộng đồng và từng doanh nghiệp đạt hiệu quả kinh doanh ngày càng cao. Từng bước lớn mạnh tạo ra nguồn lực dồi dào cùng với tinh thần khắc khâu cống hiến và thể hiện trách nhiệm xã hội. Đội ngũ doanh nghiệp doanh nhân trong tỉnh tin tưởng nhất sẽ đóng góp xứng đáng xây dựng quê hương Gia Lai của chúng ta ngày càng tiến bộ, văn minh, giàu đẹp hơn. Trong không khí trang trọng, ấm cúng của chương trình kỷ niệm 20 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam, các doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh Gia Lai đã cùng chia sẻ về những nỗ lực khắc phục khó khăn để gặt hái các thành quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Theo đó, dưới sự dẫn dắt của các doanh nhân năng động, nhạy bén, các doanh nghiệp của tỉnh Gia Lai đã đóng góp từ 40 đến 45% tổng thu ngân sách nhà nước hàng năm của tỉnh. Riêng 9 tháng đầu năm 2024, mảng sáng trong hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã thuộc về các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu nông sản, công nghiệp xây dựng. Kim ngạch xuất khẩu của tỉnh trong 9 tháng đầu năm 2024 ước đạt 700 triệu USD, tăng 26,13% so với cùng kỳ. Năm 2024 vừa qua thì phải nói là cũng gặp được những thuận lợi và khó khăn. Về thuận lợi thì giá bán mủ cao su năm nay tăng rất cao, thì nó sẽ đảm bảo được cái thu nhập cho người lao động và đồng thời là tăng thâm canh được vườn cây. Và thứ hai nữa là đảm bảo được cái lợi nhuận mà tập đoàn giao. Với cái sự đoàn kết và nỗ lực của tập thể cán bộ nhân viên của công ty thì nhất định là năm 2024 thì công ty sẽ hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. Năm 2024 thì rất là nhiều khó khăn. Tuy nhiên là doanh nghiệp cũng đã có những cái nhiều cái biện pháp để khắc phục một số cái khó khăn trong cái thị trường năm 2024, thì đặc biệt là công ty cũng tổ chức lại sản xuất và đào tạo lại nhân sự, tiết giảm chi phí để có cái chi phí hợp lý, mang lại nhiều khách hàng hơn cho doanh nghiệp. Đồng thời là cũng có cái định hướng sắp tới có những cái đầu tư thêm những cái thiết bị máy móc để phát triển được cái thị trường tốt hơn, cũng như là đổi mới các cái công nghệ sản xuất nhằm tiết kiệm chi phí hơn nữa. Phát biểu chúc mừng cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân tỉnh Gia Lai tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, từ đầu năm đến nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành đã nỗ lực triển khai nhiều hoạt động quan trọng để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, như đồng bộ trong quy hoạch, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn 2026-2030, xây dựng danh mục các dự án kêu gọi xúc tiến đầu tư. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Anh khẳng định về vai trò sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân đối với sự phát triển của tỉnh. Và sự lớn mạnh của doanh nhân cũng chính là sự thịnh vượng của địa phương, của quê hương.
Và đồng hành với điều đấy thì phải có cái sự chia sẻ và thấu hiểu và hỗ trợ của chính quyền và các cơ quan quản lý nhà nước. Với những gì mà ủy ban đã và đang cố gắng thay đổi, điều chỉnh để phục vụ doanh nghiệp tốt hơn, để đồng hành với doanh nghiệp nhiều hơn, và cũng mong là doanh nghiệp phát triển với cái mục tiêu là doanh nghiệp mà giàu thì dân mới giàu, tỉnh mới mạnh. Ghi nhận sự đóng góp tích cực của các doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự phát triển của tỉnh, nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã tặng cờ thi đua cho 8 tập thể thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua cụm khối năm 2023. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai tặng bằng khen cho 49 tập thể và cá nhân đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác an sinh xã hội, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh, và 9 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nghĩa vụ nộp thuế nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2023.